Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lauda Tua Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng đọng tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh mục Anthony Nguyễn Ngọc Dũng. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thứ ba sau Chủ nhật thứ 26 của thường niên. Giờ đây con xin mời quý ông bà và anh chị em lắng đọng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Gia-cô-bê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Đức Giêsu quay lại cuộc mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Còn kính chào quý ông bà và anh chị em, cầu chúc quý ông bà và anh chị em một ngày an bình trong Chúa. Ông bà và anh chị em thân mến, trong cái đời sống hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ví dụ như chúng ta đi vào một nhà hàng mà chúng ta không được đón tiếp nồng hậu, hoặc là không được đón tiếp cho phải lẽ, chúng ta cảm thấy thế nào? Hoặc là khi mà chúng ta đi thăm người thân của chúng ta, thăm những người bạn của chúng ta mà chúng ta cũng không được đón tiếp một cách tử tế đàng hoàng, hoặc là chúng ta không có được mời vào nhà, chúng ta cảm thấy thế nào? Đó chính là cái điều mà chúng ta sẽ thấy, cái bối cảnh mà chúng ta sẽ thấy, cái phản làm cho chúng ta hiểu được phản ứng của hai anh em Gia-cô-bê và Gioan. Tuy nhiên, đó là phản ứng tự nhiên của con người. Thật sự mỗi người chúng ta cũng vậy, ngay cả bản thân con cũng vậy, khi đi đâu mà không được ai đón tiếp thì cũng buồn chứ. Đó là phản ứng tự nhiên của mình. Tuy nhiên, Đức Giêsu Kitô thì khác. Ngài đi vượt ra phản ứng tự nhiên của mình khi hai môn đệ đến với người và bực mình quá nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt cái dân này không? Thiêu đốt cái dân mà không có đón tiếp Thầy, không đón tiếp chúng ta. Tuy nhiên, Đức Giêsu đi vượt qua cái đó, bởi vì Ngài nhìn vào cái ý định của Thiên Chúa. Ngài đến để thực thi ý định của Thiên Chúa mà thôi. Như trong tin mừng của Thánh Gioan, Đức Giêsu đã nói: Lương thực của Thầy là làm theo ý muốn Đấng đã sai Thầy. Vậy ý muốn của Đấng đã sai Đức Giêsu là gì? Đó là Ngài đi lên Jerusalem để chết ở đó. Và đó chính là điều mà chúng ta thấy trong tin mừng của Thánh Luca. Nếu mà mỗi người chúng ta học tin mừng của Thánh Luca, chúng ta thấy rằng suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, hành trình của Chúa Giêsu là ở bên ngoài, đi vào Jerusalem. Suốt cái hành trình đó, Jerusalem trở thành trung tâm điểm. Cho nên hôm nay là chương thứ 9, chúng ta sẽ thấy rằng quan trọng nhất là từ cái câu đầu tiên của bài tin mừng hôm nay: khi đã tới ngày Đức Giêsu được đưa lên trời, rước lên trời. Và đây chính là cái điểm mà có thể nói rằng đã đến ngày Đức Giêsu được trở về với Cha của Ngài, đó là ý định của Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, đã để trở nên hoàn thành ý định của Thiên Chúa Cha thì Ngài phải lên Jerusalem. Và để hoàn thành cái sứ mệnh của Ngài ở Jerusalem, đó là chết và phục sinh ở Jerusalem. Và đó chính là cái điều mà Ngài thấy rằng chúng ta thấy
rằng Đức Giêsu Kitô không là một cái gì khác ngoài việc chu toàn thần ý của Thiên Chúa Cha. Vậy thì chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta cũng vậy, giống như Đức Kitô cũng vậy. Mỗi người chúng ta cũng đang hành trình với Đức Kitô như các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay. Tuy nhiên cái vai trò của chúng ta không chỉ là những tông đồ đi theo Đức Kitô, mà chúng ta còn là những sứ giả đi theo Đức Kitô, đi trước Đức Kitô để chuẩn bị cho họ. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy điểm này là điểm chúng con muốn cùng với ông bà và anh chị em suy gẫm. Là có thể nói rằng những cái người sứ giả đi trước đã được sai đi trước, chưa làm tròn cái bổn phận của mình, chưa chuẩn bị dân Samaria để đón Đức Kitô. Câu thứ 52 cho chúng ta thấy rằng người sai mấy sứ giả đi trước, tức là đến đó để báo cho họ biết, để chuẩn bị dân để đón trước người. Tuy nhiên câu 15-53 nói rằng nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về Jerusalem. Đó chính là cái mấu chốt để chúng ta thấy rằng là các người sứ giả được Chúa Giêsu sai đi không giúp cho người Samaria nhận ra rằng hành trình của Đức Giêsu Kitô đó là lên Jerusalem, chứ không ở đó, cũng không phải là đi ngang qua đó để kiếm một cái gì đó ăn, để ở lại đó để mà coi như là mang lại phiền phức cho họ. Có lẽ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng là những sứ giả của Đức Kitô. Tuy nhiên thay vì đến đó để chuẩn bị những cái người mà chúng ta được Chúa sai đến, để họ đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, để họ đón nhận Thiên Chúa Giêsu vào trong làng của họ, vào trong cuộc đời của họ, thì có lẽ chúng ta đến đó để chuẩn bị một cái nơi thật tiện nghi, thật ấm cúng, được đón tiếp nồng hậu, được đón tiếp vào những bữa tiệc thật là lớn, để rồi chúng ta quên mất rằng cái vai trò của chúng ta là để chuẩn bị cho Đức Kitô đến ở đó để hoàn thành cái ý định thánh ý của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã được sai đến để thực hiện. Ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi vượt ra cái bản tính tự nhiên của mình, là phản ứng cảm thấy khó chịu, bực mình khi những anh chị em của mình không làm theo những cái điều mình mong ước. Lời Chúa hôm nay tiếp tục mời gọi chúng ta đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Và chúng ta là những sứ giả được Chúa sai đi để mà chuẩn bị anh chị em của mình để đón Chúa vào trong cuộc đời của họ, để họ, chính bản thân họ cũng cố gắng làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành cái thánh ý của Thiên Chúa cho cuộc đời của họ. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta là những sứ giả trung thành, mang tin mừng nước trời, cùng đồng hành với Đức Kitô trên con đường chu toàn thân ý của Thiên Chúa Cha. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lauda Tua Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.